Thưa quý vị, thực hiện chính sách giảm nghèo gắn với mục tiêu phát triển bền vững, đây được xem là kim chỉ nam xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng. Nhìn lại bức tranh giảm nghèo của thành phố thời gian qua, càng thấy được sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, Đà Nẵng chú trọng phát huy tính tự chủ, ý chí tự vươn lên của hộ nghèo. Gần dân, sát dân, đội ngũ cán bộ cơ sở là cánh tay nối dài giúp lãnh đạo thành phố hiểu hơn về tâm tư nguyện vọng của hộ nghèo, từ sửa chữa, xây mới nhà ở, vay vốn làm ăn đến sinh kế, qua đó kịp thời đề ra các phương án hỗ trợ. Cần cái gì để mà phát triển được kinh tế gia đình thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cái đó. Ví dụ như nhiều người họ cần một cái nồi bún, chúng tôi làm mua cái nồi bún tặng để người ta bán bún, cần bàn ghế để bán cà phê thì để bán cà phê để phát triển. Thì qua cái công tác đối thoại nắm hộ nghèo, nắm cái nhu cầu của hộ nghèo, chúng tôi nắm sát được cái nhu cầu của từng hoàn cảnh của từng gia đình và hỗ trợ cho hộ nghèo nó đúng với cái mục đích, cái nhu cầu của hộ nghèo. Với vai trò và chức năng nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị xã hội cũng đã phát huy nhiều sáng kiến, đa dạng hóa các hình thức giảm nghèo, ban hành chính sách hỗ trợ có điều kiện cho người nghèo, trợ giúp xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động. Từ đó, nhiều trường hợp yếu thế có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo. Gia đình tôi là có hai người khuyết tật và một cháu kêu bằng cô thì đang học tại trường chuyên biệt Tương Lai. Thì qua được cái hỗ trợ sinh kế này, thật sự là cái lúc mà tôi mở tiệm, tôi rất cần về cái máy hấp dầu này, nhưng mà thật sự là nó không đủ. Tôi được hỗ trợ thêm một cái máy hấp dầu nữa nên cũng rất là mừng, để tạo thêm cái gọi là một cái người khuyết tật để vững bước thêm tương lai trong cái nghề nghiệp của tôi để phát triển nhiều hơn nữa. Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, Đà Nẵng có đề án giảm nghèo theo từng giai đoạn. Gần đây nhất, giai đoạn 2019-2021, các chính sách hỗ trợ đã giúp cho 8.488 hộ thoát nghèo, trong đó 926 hộ thoát nghèo theo chuẩn trung ương và có 1.320 hộ nghèo phát sinh. Đến cuối năm 2021, toàn thành phố còn lại 4.507 hộ nghèo còn sức lao động. Giai đoạn 2022-2025, Đà Nẵng đặt mục tiêu không còn hộ nghèo, còn sức lao động theo chuẩn thành phố. Trong giai đoạn tới thì sở sẽ bám sát vào cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, gồm có hai nghị quyết. Một là cái nghị quyết về chuẩn nghèo, hai là cái nghị quyết về các chế độ chính sách cho các hộ nghèo. Thì sẽ bám vào cái đó để xây dựng chương trình giảm nghèo trong thời gian tới. Giảm nghèo gắn với phát triển bền vững, đây là mục tiêu vừa cấp bách vừa lâu dài đối với thành phố. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đà Nẵng luôn bám sát định hướng phát triển gắn với giải quyết chặt chẽ các vấn đề xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau và mọi người dân của thành phố đều có quyền được hưởng cuộc sống tốt nhất.